Sân vận động quốc gia Rajamangala đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Trung Quốc tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Lần đầu tiên hệ thống màn hình LED quảng cáo được lắp đặt cho một trận đấu của đội tuyển Thái Lan tại Rajamangala. Một tấm banner khổng lồ được lắp đặt trên khán đài phía Nam để chào đón sự trở lại sân vận động Rajamangala của đội chủ nhà sau vài năm vắng bóng. Các banner cũng đã được lắp đặt ở các cabin kỹ thuật của trọng tài và hai đội. Mặt cỏ được cắt tỉa gọn gàng và tạo sọc đẹp mắt. Mặt sân Rajamangala sử dụng cỏ paspalum, được làm mới vào năm ngoái để phục vụ trận đấu giữa Manchester United và Liverpool. Trận đấu giữa Thái Lan và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tối mai theo giờ Bangkok.